Xin Linh rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Sống Vui Sống Khỏe do Hội Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Truyền thông VLM phối hợp thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, bệnh tay chân miệng là bệnh thường gặp ở trẻ em và rất nguy hiểm nếu không biết cách phòng tránh, phát hiện và điều trị kịp thời. Nguy hiểm hơn là bệnh có thể để lại các biến chứng như viêm màng não, viêm cơ tim và có thể gây tử vong. Chương trình hôm nay với những kiến thức cần biết về bệnh tay chân miệng sẽ giúp quý vị có thể phòng chống tốt căn bệnh này. Mời quý vị cùng theo dõi. Giai đoạn tháng 4, tháng 5 và tháng 9 đến tháng 11 là thời điểm nguy cơ gia tăng của bệnh tay chân miệng. Bệnh tay chân miệng có thể được phát tán bởi những tiếp xúc hàng ngày qua dịch tiết từ nước mũi, miệng, phân, nước bọt lúc trẻ ho, hắt hơi ra môi trường xung quanh và lây nhanh từ trẻ này sang trẻ khác. Chính vì vậy, bệnh rất dễ gây thành dịch nếu không điều trị và phòng tránh kịp thời. Đây là một cái bệnh ấy, nó chưa có cái thuốc để mà chủng ngừa, cũng như là chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Cho nên là cái diễn tiến của bệnh thì nó sẽ tùy thuộc vào từng cái cá thể. Cái nguồn lây nó quá rộng, thành ra khi mà cái bệnh mà một trẻ nó bệnh bị bệnh, mà trẻ đó nó ở trong nhà trẻ thì có thể sẽ lây cho những cái trẻ khác và nó sẽ lây lan thành dịch. Theo số liệu tổng hợp của Cục Y tế Dự phòng, từ đầu năm đến nay, trung bình một tuần có khoảng 1.000 ca mắc tay chân miệng mới. Mặc dù Bộ Y tế đã xây dựng kế hoạch phòng chống dịch và phát động chiến dịch phòng chống tại các địa phương có số mắc bệnh tăng cao, nhưng nhiều phụ huynh vẫn còn rất chủ quan với các thông tin về căn bệnh này. Thì em cũng nghe nói thôi chứ em cũng chưa biết là gì. Thì cũng nghe người ta nói qua thôi, nhưng mà tại vì bé chưa có biểu hiện ra ngoài á, chỉ biểu hiện ở trong họng không, cho nên mình cũng không biết. Em cũng không rành nữa, em nghe nói bệnh tay chân miệng này cũng nặng lắm, nhưng mà không biết nguyên nhân vì sao mới bị bệnh nữa. Diễn biến của bệnh tay chân miệng phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan, bởi đây là bệnh do virus Entero 71 gây ra. Bệnh vẫn chưa có vaccine phòng và không có thuốc điều trị đặc hiệu, nên rất khó kiểm soát và có thể tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới. Cũng theo Cục Y tế Dự phòng, trên thực tế, chỉ có khoảng 25-27% bệnh nhi mắc tay chân miệng là có tiếp xúc với nguồn bệnh trước đó. Hơn 70% còn lại không tiếp xúc trực tiếp với nguồn bệnh nhưng vẫn mắc bệnh. Điều đáng lưu ý là trẻ mới nhiễm bệnh tay chân miệng rất khó phát hiện. Đến khi có biểu hiện nặng phải nhập viện thì có thể trẻ đã bị biến chứng như viêm não, viêm màng não, viêm cơ tim, co giật, thậm chí tử vong. Tại vì tay chân miệng không phải bé nào nó cũng sốt. Có những bé hoàn toàn nó không sốt, là nó sốt nhẹ. Bé nó lỡ miệng nó ăn không có được. Rất là giống một cái bé là mọc răng. Thành ra là theo tôi khuyên thì nếu mà bé có một cái gì bất thường thì mình phải đi đến cơ sở y tế để mình được bác sĩ người ta xác định. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù trong thời gian qua đã có rất nhiều các phương tiện truyền thông tuyên truyền về cách phòng chống bệnh tay chân miệng, tuy nhiên thực tế, bệnh tay chân miệng vẫn không có chiều hướng thuyên giảm, ngược lại còn có dấu hiệu gia tăng, nhất là vào những tháng giao mùa. Ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng với Hồng Quang cùng đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 và có cuộc trò chuyện cùng bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng khoa nhiễm của bệnh viện để tìm hiểu thêm về căn bệnh này. Lời đầu tiên xin được cảm ơn bác sĩ Hữu Khanh đã nhận lời tham gia chương trình Sống Vui Sống Khỏe ngày hôm nay. Thưa bác sĩ, tay chân miệng là một trong những căn bệnh đang gia tăng. Vậy bác sĩ có thể cho biết tay chân miệng là bệnh gì và đâu là nguyên nhân gây nên căn bệnh này? Bệnh tay chân miệng thì nó cũng giống như là cái tên gọi của nó đó. Bởi vì cái đặc biệt sang thương của nó đó, nó xuất hiện ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, mông gối bằng những cái mụn nước. Và ở trong miệng nó những cái vết loét, mà cũng từ mụn nước trong miệng nó bở ra thành cái vết loét. Thì người ta đặt tên là tay chân miệng, và cái tác nhân gây bệnh chính của nó là một cái loại virus. Và virus này thì nó tồn tại ở trong đường ruột á, nó lây lan qua đường tiêu hóa, và do người bệnh họ sẽ phát tán cái virus nó từ trong họng, từ trong phân, lan ra môi trường xung quanh, và sau đó người lành họ ăn uống hay là hít phải vào thì nó sẽ lây vào bệnh tay chân miệng. Và cái tác nhân mà quan trọng nhất mà người ta thường nhắc tới bệnh tay chân miệng đó là EV71. Nghĩa là enterovirus là virus đường ruột thứ 71, thì nó có khả năng là gây ra những cái biến chứng nặng về thần kinh, tim mạch và thậm chí có thể đem đến tử vong. Bệnh tay chân miệng có thể gây nên những nguy hiểm gì đối với sức khỏe của trẻ em thưa bác sĩ? Đối với trẻ em là một cái đối tượng mà nó thường hay mắc bệnh tay chân miệng, và đặc biệt là em bé mà dưới 5 tuổi và đặc biệt dưới 3 tuổi. Trong khi đó trẻ lớn và người lớn thì rất là ít gặp. Cái nguy hiểm, tuy nhiên cái điều may mắn là đa số em bé mà nó mắc bệnh tay chân miệng thì nó sẽ tự khỏi, chiếm khoảng từ 90%. Tuy nhiên còn lại đó thì nó có những cái biến chứng rất là nguy hiểm, từ mức độ nhẹ tới mức độ nặng, tùy theo cái ảnh hưởng của nó. Thì nếu mà nó tấn công vào hệ thống thần kinh trung ương á, thì em bé nó sẽ bị giật mình, khó ngủ, quấy khóc, có một số trường hợp nó viêm màng não,
Còn nặng hơn nữa, nó tấn công vào cái hệ thống thần kinh thực vật á, thì nó sẽ làm cho em bé hôn mê. Hôn mê sâu rồi từ cái hệ thống thần kinh thực vật nó sẽ làm cho em bé suy tim, phù phổi, siêu hấp, gây ra sốc và có thể nói là tử vong rất là nhanh. Trẻ mắc bệnh tay chân miệng có diễn biến không giống nhau. Một số trẻ sốt nhưng vẫn ăn chơi bình thường và có sức đề kháng tốt thì bệnh sẽ tự khỏi trong vòng một tuần nếu được điều trị đúng cách. Có những trường hợp mắc bệnh nhưng ít xuất hiện các triệu chứng hoặc không có các biểu hiện dễ nhận thấy, nên nếu nghi ngờ trẻ bị bệnh thì cần đưa trẻ đến bệnh viện và theo dõi sát sao. Thì bé bị sốt, chiều em đi khám thì bác sĩ nói là bé có dấu hiệu tay chân miệng, nên em xin bác sĩ cho cái giấy nhập viện vô đây. Từ thứ hai giờ tôi thấy con tôi có biểu hiện là triệu chứng nóng sốt và ói, rồi đi khám ở ngoài uống thuốc hay không hết. Rồi bữa thứ tư xuống đây nhập viện, thì xuống đây khám thì nói bé có triệu chứng tay chân miệng, bác sĩ kêu nhập viện ở lại để theo dõi. Nếu mình nghi ngờ con mình bị tay chân miệng thì mình phải nên mang đến cơ sở y tế để bác sĩ người ta sẽ xác định coi là phải đúng là tay chân miệng hay không, và nếu đúng tay chân miệng thì những cái dấu hiệu nào mình phải theo dõi. Trước nguy cơ bệnh tay chân miệng có thể bùng phát thành dịch, điều cần thiết là phải có sự phối hợp giữa hệ thống y tế các tuyến với trường học, nhất là trường mầm non, trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn và triển khai của cơ quan chuyên môn. Tại trường chúng tôi, về cái công tác phòng chống tay chân miệng thì được tổ chức thực hiện liên tục và thường xuyên. Cái thứ nhất là về buổi sáng thì khi mà các cháu đến, chúng tôi tuyên truyền với phụ huynh là rửa tay, phụ huynh mình rửa tay và cho bé tắt dép đi lên lớp. Và cho đến vô lớp thì là cô sẽ tầm soát, kiểm tra các cái dấu hiệu trên người cháu, ví dụ như là kiểm tra về họng, rồi các mu bàn tay, lòng bàn tay, bàn chân, rồi các cái khuỷu tay, khuỷu chân và những cái vùng bông, xem nó có cái dấu hiệu của bệnh tay chân miệng hay không. Khi đã tầm soát xong thì chúng tôi nhắc nhở cháu, cho cháu vào rửa tay bằng xà bông cho sạch sẽ. Các trường học cần nâng cao kiến thức cho cán bộ, giáo viên về bệnh tay chân miệng, phối hợp với cán bộ y tế kiểm soát phát hiện nhanh các trường hợp có biểu hiện bệnh. Đồng thời phải lưu ý khi chưa có ca bệnh, vẫn cần lau chùi lớp học, bàn ghế, đồ chơi, dụng cụ mỗi tuần bằng hóa chất theo đúng hướng dẫn. Nếu phát hiện trong lớp có trẻ bị bệnh tay chân miệng, cần làm vệ sinh lớp ngay. Đặc biệt, nếu có từ 2 ca bệnh trở lên, phải cho các cháu nghỉ học, tránh lây lan, đồng thời làm sạch môi trường học tập theo cả 2 bước, làm sạch và khử trùng. Khi mà có dịch đó thì chúng tôi cũng tăng cường cái biện pháp tầm soát trẻ, sau đó thì báo về với phụ huynh. Và chúng tôi tăng cường cho đội ngũ lên làm vệ sinh cái lớp đó. Thì qua những cái biện pháp đó thì chúng tôi thấy rằng là chúng tôi đã phòng chống được dịch và ngày càng hiệu quả hơn. Ngoài việc phòng chống bệnh ngay tại nhà, tại các môi trường sinh hoạt của trẻ, các bậc phụ huynh cần chú ý đến chế độ dinh dưỡng hợp lý, bổ sung các thức ăn mềm, dễ ăn chứa nhiều vitamin, các yếu tố vi lượng để nâng cao sức đề kháng cho trẻ. Thưa quý vị và các bạn, quả thật bệnh tay chân miệng sẽ rất là nguy hiểm nếu như xảy ra các biến chứng. Và làm thế nào chúng ta nhận biết được căn bệnh này? Ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng quay trở lại với cuộc trò chuyện cùng bác sĩ Trương Vũ Khanh. Thưa bác sĩ, bệnh tay chân miệng sẽ rất là nguy hiểm nếu như xảy ra biến chứng. Bác sĩ có thể cho biết làm thế nào chúng ta có thể nhận biết được căn bệnh này? Cái quan trọng nhất của tay chân miệng là mình phải chú ý mình mới tìm được. Ví dụ như là nó theo mùa. Nếu mình chú ý á, thì đầu tiên em bé nhỏ nó sẽ có cái khó chịu là nó đau miệng, rồi mình nói em bé hả miệng ra, mình sẽ thấy những cái vết loét trong miệng, rồi song song đó mình có thể nhìn vào lòng bàn tay, lòng bàn chân, những cái vùng mông gối đó để mình phát hiện những cái mụn nước, và đặc biệt cái mụn nước này đó là nó không ngứa và không đau, nó có thể nổi ít hoặc là nhiều, đa số như em bé mà nổi ít á, thì nó sẽ nặng hơn là những bé nổi nhiều. Nếu em bé này nó sốt cao trên 39 độ hoặc là 2 ngày rồi mới vẫn còn sốt thì đó là những em bé mà nó có nguy cơ là nó sẽ có biến chứng. Cái dấu hiệu thứ hai là em bé này nó sẽ nôn ói nhiều. Nếu mà nó ăn nó đau nó ói thì không nói chi, nhưng mà nó cứ giỡn ói hoặc nó ói hoài đó thì chúng ta cũng chú ý là cái nhóm em bé này nó sẽ có biến chứng. Cái nhóm thứ ba là chúng ta chú ý là nó sẽ thay đổi về cái giấc ngủ của nó, ví dụ nó quấy khóc, nó không ngủ được, hoặc là nó giật mình, có nghĩa là cái giấc ngủ của nó vừa mới thiêu đầu giấc ngủ đó, thì mới nó giật mình nảy người lên, và sau khi nảy mình thì nó lại vẫn bình thường, rồi nó ngủ tiếp lại. Còn những dấu hiệu nặng hơn nữa đó mà chúng ta phải biết đó là em bé nó quấy khóc liên tục, tay chân nó lạnh, nó thở mệt và thậm chí là nó hôn mê hoặc là nó yếu tay yếu chân, thì những dấu hiệu nó rất là nguy hiểm mà chúng ta phải mang em bé đến ngay bệnh viện để có khả năng mình giải quyết kịp thời.
Thưa bác sĩ, có rất là nhiều những căn bệnh khác cũng biểu hiện như là phát ban ở tay, ở chân giống như biểu hiện của tay chân miệng. Vậy làm thế nào chúng ta có thể phân biệt được những căn bệnh này với căn bệnh tay chân miệng? Đúng là cái tay chân miệng thì nó có nhiều cái bệnh mà nó có thể làm cho mình nghi ngờ. Ví dụ như là nó bị phát ban chẳng hạn. Thì thông thường số phát ban thì nó là cái dạng ban màu hồng nhiều hơn là cái mụn nước nhỏ nhỏ. Trong khi đó tay chân miệng thì nó chủ yếu là mụn nước. Đó là cái quan trọng nhất. Cái thứ hai là có thể lầm với những cái bệnh mà nhiễm trùng da chẳng hạn. Thì nhiễm trùng da nó thường thường nó nổi lên rồi nó sẽ có mủ. Nó có mủ ở cái đầu của cái mụn nước á. Và nếu như tay chân miệng thì nó không có mủ như vậy. Ngoại trừ trường hợp là người nhà có thể khửi ra thôi, nhưng mà cái đường đó không nên làm. Đó là cái thứ hai. Và những cái nhiễm trùng da như vậy thì nó sẽ gặp nó ngứa. Là cái nhóm thứ ba là cái nhóm mà lở miệng. Cái lở miệng nó cũng khá là lầm với lại một số bệnh khác. Ví dụ như là em bé nó bị viêm họng, em bé nó bị nổi những cái vết acbest trong miệng đó, thì cái đó chỉ có bác sĩ mới có thể cho nó phân biệt được. Thành ra nếu mình thấy lở miệng thì mình nên tiếp cận với nhân viên y tế để người ta có thể theo dõi và phân biệt là tay chân miệng hay không. Thì bác sĩ có thể cho các bậc phụ huynh những lời khuyên về cách chăm sóc tại nhà đối với trẻ khi bệnh ở giai đoạn nhẹ. Cái quan trọng nhất ở cho em là khi mà em bé nó bị tay chân miệng thì đa số nó sẽ tự khỏi. Thành ra mình phải bình tĩnh. Chứ còn không cần thiết phải tất cả nhập viện đâu. Nhưng mà cái quan trọng nhất là thứ nhất là mình phải cách ly em bé nó ra. Nếu em bé nó đang ở nhà trẻ thì chúng ta nên cho em bé nghỉ học đi. Và nghỉ học ít nhất là 10 ngày, bởi vì nó là một cái nguồn lây. Nó sẽ phát tán ra môi trường rất là nhiều. Và sau xong đó là mình báo với nhà trẻ để nhà trẻ tiếp tục phát hiện xem có em bé nào không. Tiếp tục bị không đi, người ta ngăn ngừa không có lây lan nhiều. Còn tại nhà đó thì chúng ta cũng phải vệ sinh. Vệ sinh nó giải quyết cái mầm bệnh. Còn cái quan trọng hơn nữa là chúng ta theo dõi sát em bé. Cuối cùng xin bác sĩ hãy hướng dẫn về cách chúng ta phòng căn bệnh này cho trẻ em. Đối với tay chân miệng thì chúng ta biết là nó là cái bệnh do virus và hiện nay thì không có vaccine. Thì thành ra cái phương pháp phòng ngừa mà cơ bản của mình rất là quan trọng. Tại vì em bé mà nếu mà nó không bị đợt này thì mẹ bố nó cũng bị đợt nữa. Cái nguồn lây nó có thể không phải nằm trong cái phân và cái chất thải không đâu. Nó thể bám vào trong những cái vật dụng và đặc biệt là cái bàn tay. Thành ra chúng ta phải giải quyết khi nhà có em bé bệnh, chúng ta phải giải quyết vệ sinh toàn bộ cái đó bằng cái loại dung dịch sát trùng mà có thể diệt được cái con virus này. Và cái quan trọng nhất mà đơn giản nhất mà hiệu quả nhất hiện nay đó là rửa tay. Và chúng ta chú ý là rửa tay là phải rửa cho đúng dưới vòi nước và bằng xà phòng diệt khuẩn. Và cái quan trọng hơn nữa là ngay chính cái người lớn thì mình chăm sóc em bé, từ em bé này qua em bé khác thì mình cũng phải rửa tay. Khi mình đi ra khỏi môi trường bên ngoài, mình trở về nhà, trước khi mình chăm sóc con cháu thì mình phải rửa tay. Đó là những cái cách mà chúng ta cần phải làm. Xin cảm ơn bác sĩ vì những thông tin bổ ích bác sĩ đã chia sẻ về căn bệnh tay chân miệng và hy vọng được gặp lại bác sĩ trong những chương trình tiếp theo của Sống Vui Sống Khỏe. Vâng thưa quý vị, nếu chẳng may có trẻ bị mắc bệnh tay chân miệng, ngoài việc ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của trẻ, nhiều gia đình sẽ bị xáo trộn trong sinh hoạt, tốn kém chi phí trong điều trị và việc trẻ phải nghỉ học là điều khó tránh khỏi. Vậy để chủ động ngăn ngừa căn bệnh này, chúng ta cần thực hiện tốt một số biện pháp như sau. Thứ nhất, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới vòi nước chảy nhiều lần trong ngày, cả người lớn và trẻ em, đặc biệt trước khi chế biến thức ăn, trước khi bế ẵm trẻ, sau khi đi vệ sinh, sau khi thay tã và làm vệ sinh cho trẻ. Thứ hai, thực hiện ăn chín, uống chín, sử dụng nước sạch trong sinh hoạt hàng ngày, không cho trẻ ăn bóc, mút tay, ngậm mút đồ chơi, không cho trẻ dùng chung vật dụng ăn uống như cốc, bát, đĩa, thìa, đồ chơi chưa được khử trùng. Thứ ba, làm sạch đồ chơi, nơi sinh hoạt, ở hộ gia đình, nhà trẻ mẫu giáo cần làm sạch đồ chơi, dụng cụ học tập, mặt bàn, ghế, sàn nhà bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường. Thứ tư, thu gom, xử lý phân, chất thải của trẻ sạch sẽ. Thứ năm, theo dõi trẻ em thường xuyên để phát hiện bệnh sớm. Thứ sáu, đưa trẻ đến ngay các cơ sở y tế khi phát bệnh để được điều trị kịp thời, không cho trẻ có biểu hiện bệnh đến lớp và chơi với các trẻ khác. Hy vọng rằng với những thông tin mà chương trình mang đến trong ngày hôm nay sẽ giúp cho quý khán giả có được nhiều điều bổ ích và cần thiết để phòng chống dịch bệnh tay chân miệng. Chương trình xin được khép lại tại đây và rất mong sẽ nhận được thư từ góp ý của quý khán giả gửi về địa chỉ hộp mail Hội Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh amoc@gmail.com hoặc địa chỉ 250 Pasteur, phường 8, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn công ty Stada đã đồng hành cùng chương trình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.